sân. Dạ, thưa thầy. À mà thôi, nói tiếp đi. Dạ, thưa thầy, con tên là Bá Láp. Con nghe thầy Bá Sàm nổi tiếng đã lâu rồi. Hôm nay đến tìm thầy để mà tầm sư học đạo. Thầy nhận con làm đệ tử. Với khả năng của ta thấy được là nhà ngươi cũng sáng láng, đẹp trai, thông minh, giàu có. Với khả năng tầm thường như vậy, không biết nhà ngươi tìm cái ta để làm cái gì. Dạ thầy, con thì đẹp trai, nhà giàu. Mà gần nhà con có cái thằng ve chai, mà mỗi lần đấu trí với nó. Lần nào con cũng thất bại thảm hại quá thầy. Hôm nay đến đây xin thầy nhận con làm đệ tử, thầy giúp con. Thôi được rồi, ta hiểu rồi, nhưng mà tính ta xưa nay rất là khó. Ai muốn làm đệ tử của ta, người đó phải trải qua một cuộc thử nghiệm rất là cam go. Nhưng đối với những người ta sẽ ưu tiên. Chỉ cần nhà ngươi trả lời cho ta được một câu hỏi thì ta sẽ nhận nhà ngươi làm đệ tử. Nhà ngươi thấy sao? Dạ dạ, được vậy là con vui rồi. Con sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của thầy. Miễn sao thầy nhận con làm đệ tử là con mừng rồi. Vậy thì nhà ngươi hãy trả lời cho ta câu hỏi như sau. Có hai người cùng chung ra khỏi một ống khói. Một người mặc sạch, còn người kia thì mặc dơ. Vậy thì ta hỏi nhà ngươi, người nào sẽ là người đi rửa mặt? Dạ, dạ thưa thầy. Không biết là thầy có đố mẹo. Với cái thông minh của con á, thì cái câu hỏi này quá dễ. Dễ thì nhà ngươi trả lời đi. Dạ, chắc chắn là cái người mặc dơ thì rửa mặt. Nhà ngươi cũng thông minh lắm. Chúc mừng vì câu trả lời sai bét của nhà ngươi. Sao sai vậy thầy? Nhà ngươi nên hiểu rằng khi người mặc dơ chung ra khỏi ống khói, không hề biết mình mặc dơ, bởi vì người đó nhìn thấy người mặc sạch kia và nghĩ là mặt mình cũng sạch giống người mặc sạch kia, cho nên không đi rửa mặt. Nhưng người mặc sạch nhìn thấy người mặc dơ thì nghĩ mặt mình cũng dơ, cho nên người đi rửa mặt sẽ là người mặc sạch. Đúng chưa? Dạ, thầy nói chí thật. Nhưng mà thầy cho con thêm một cơ hội nữa đi. Thôi được rồi, nếu nhà ngươi đã nói vậy thì ta sẽ cho nhà ngươi thêm một cơ hội nữa. Lần này câu hỏi của nhà ngươi như sau. Có hai người chung ra một ống khói và một người mặc sạch, một người mặc dơ. Hỏi người nào sẽ đi rửa mặt? Ủa thầy, câu hỏi này là câu hỏi lúc nãy mà. Đúng vậy. Vậy thì ngươi hãy trả lời đi. Dạ thầy, thầy tất nhiên là người mặc sạch đi rửa mặt rồi. Vậy thì thầy nhận con làm đệ tử nha. Câu trả lời của nhà ngươi cũng sai. Sao sai thầy? Câu trả lời sẽ là hai người cùng đi rửa mặt. Bởi vì sao? Khi người mặc sạch đi rửa mặt thì người mặc dơ sẽ nhìn thấy và đi theo.
bởi vì cả hai cùng chung ra một con khói. Không lẽ thằng mặt sạch đi rửa mặt, mình lại không rửa, thì nó sẽ nghĩ mình là thằng ở dơ thì sao? Cho nên cả hai sẽ cùng đi rửa mặt. Nhiều người thấy đúng chưa? Thầy này, chơi mình hết lần này tới lần khác. Dạ thầy. Sao? Thầy cho con thêm một cơ hội cuối cùng nữa đi thầy. Nhất quá tầm, lần này con sẽ cố gắng, không để thầy thất vọng đâu. Thôi được, ta thấy nhiều người cũng có thành ý và có lòng muốn học. Ta sẽ hỏi nhiều người một câu nữa. Vậy nhiều người hãy trả lời cho ta câu hỏi như sau. Có hai người cùng chung ra khỏi một ống khói, một người mặt sạch và một người mặt dơ, thì người nào sẽ là người đi rửa mặt? Chắc chắn lần này không thể nào mà sai được. Thì giống như thầy trả lời như nãy giờ, hai người cùng đi rửa mặt đúng không thầy? Đó là câu trả lời của nhà ngươi đúng không? Lần này không thể nào mà sai được. Đó là câu trả lời của con. Hai người cùng đi rửa mặt. Ta đã cho nhà ngươi ba lần cơ hội và ba câu trả lời của nhà ngươi đều sai. Thật chất câu trả lời đúng là sẽ không có người nào đi rửa mặt cả. Chắc nhà ngươi muốn biết tại sao đúng không? Ta sẽ giải thích cho nhà ngươi nghe luôn. Khi người mặt bẩn nhìn thấy người mặt sạch thì nghĩ mặt mình cũng sạch sẽ, cho nên không cần phải đi rửa để làm gì. Và người mặt sạch nhìn thấy người mặt bẩn mà thấy anh ta không đi rửa thì mắt mới nhìn phải đi rửa để làm gì, cho nên sẽ không có ai đi rửa mặt cả. Không lẽ ông thầy này thử sức kiên nhẫn của mình, mình không thể nào bỏ cuộc đơn giản gì nữa. Thầy, chuyện gì nữa? Thầy cho con một ân huệ cuối cùng được thầy. Dù gì con cũng lặn lội đường xá xa xôi, con đến đây con tầm sư học đạo, thì cho con thêm một lần cơ hội nữa. Chỉ vì thằng ve chai thôi sao? Dạ, con không thể nào mà chấp nhận thua một thằng ve chai như vậy được. Thôi được rồi, nếu nhà ngươi đã nói như vậy thì đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho nhà ngươi. Câu hỏi của ta lần này giống với câu hỏi của ba lần trước. Rồi, trả lời đi. Dạ, cảm ơn thầy. Thì ra là hồi nãy giờ thầy chỉ thử thách con thôi. Dạ, và câu trả lời cuối cùng của con là không phải cửa mặt hết. Cậu thầy rách áo của ta, rách áo rồi. Ôi đau lòng, cái áo của ta quá đi. Thôi nhận thấy đi về đi. Ủa? Sao vậy thầy? Đồ con đem đây đi luôn rồi, khỏi về lấy đồ soạn đồ làm gì nữa. Không, nhận không hiểu ý của ta. Nhiều người hãy đi về và đừng bao giờ bước chân đến đây mà tầm sư học đạo nữa. Bởi vì cuối cùng nhiều người cũng trả lời không đúng. Thầy phải cho con biết lý do chứ. Lý do nằm ở câu hỏi. Cho dù nhiều người trả lời như thế nào cũng không thể nào đúng được. Bởi vì nhiều người không thấy sự vô lý ở câu hỏi hay sao? Tại sao hai người cùng chung ra một ống khói mà một người mặt sạch và một người mặt bẩn? Điều đó rất là vô lý. Nhà ngươi có trả lời bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng thực sự vô lý. Cho nên không có câu trả lời trong câu hỏi này. Thôi nhà ngươi hãy về đi. Về mà đấu trí tiếp tục với thằng dây chai đi. Đừng tìm tới đây làm gì nữa. Làm mất một buổi trời nguyên phí của ta. Thầy, thầy bỏ đi luôn cái này. Thầy,
bỏ luôn, không tầm sư học đạo, bỏ luôn giờ học ai. Nãy có cái thằng gì á, nó tên Ba Láp gì á, tới nó xin học đạo. Mà con thấy thằng này nó nói chuyện, nó học, nó thấy ghét quá, với lại cảm giác nó không có tôn trọng thầy á, cho nên con đuổi nó về luôn rồi. Thôi. Dạ. Thôi, sáng giờ con cũng làm việc cho thầy mệt rồi. Sao nhà thầy có mấy cái chai đó, thầy thưởng cho con đó. Ủa vậy mà ngoài sau nhà có vỏ chai nhiều lắm hả thầy? Nhiều lắm con ơi. Bán cỡ được 4-5 triệu không? Cũng cỡ. Ôi chị cũng cảm ơn thầy nha. Giờ ra con trai sao có lấy mấy vỏ chai con về nghe lại. Rồi chút có dựng rảnh cho con ghé thăm thầy sao nha. À, cảm ơn thầy nha. Thầy là rảnh ghé nha con. Dạ. Nhưng mà không biết ngày nào á thầy, tại cũng này con lượm vỏ chai bận lắm á. Ngày nào mà ế vỏ chai con ghé thăm thầy mới được nha. Con hứa chắc nha thầy. À. Dạ con về nha thầy. Tội nghiệp. Tôi làm được 2 chục. Ủa, hai anh ơi, hai anh gì ơi? Ủa, hai anh đi ngang đây mà 500 ngàn rớt trên đường không thấy luôn hả? Ủa, 500 ngàn luôn, dữ hả? Ai rớt kỳ ta? Ồ, ngon thiệt chứ. Vậy mà không thấy. Rồi, ok, chơi mày. Đếm nha. Rồi, mày đi. Mày đếm từ từ nha, đừng có ăn gian tao. Đấy, nha. Được rồi. Một. Đây, mày đúc cái khỏe thứ ba. Đấy. Nó bị què. Không sao đâu. Bóng cây tới à. Rồi. Hai. Ba. Què của mày đó đúng là sức bắn của đồng tiền.